Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà được thiết kế có thang máy tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4,5m và nở hậu 4,8m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 13m và được cái chủ nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố một trệt một lửng và 4 lầu. Và với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh như là phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Đặc biệt căn nhà mình thì được anh chị thiết kế có thang máy, có trọng tải lên đến 450kg di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng để thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán và đầu tư cho thuê với căn nhà góc hai mặt tiền. Và đây là con đường ở phía trước của căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trên con đường rộng lên đến 20m với lòng đường 10m và mỗi bên mình thêm 10m vỉa hè. Và là căn nhà nằm trên một con đường cũng như là vị trí rất là đẹp. Và đây là con đường cũng như là vỉa hè ở phía trước của căn nhà và hướng con đường ngược lại đối diện với lại chung cư. Một căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị nhà thiết kế có thang máy. Và với hướng chính của căn nhà mình là hướng đông bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch, và hướng bên hông là hướng chính đông, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và mình cũng như là cái khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu với hàng căn nhà được thiết kế có thang máy tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè lên đến 10m dẫn đến cái hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán ở quán cà phê thì rất là thuận tiện, thiết kế được rất là nhiều bàn ghế. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực phía ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu hàng căn nhà góc hai mặt tiền mà được anh chị thiết kế mở rất là nhiều cửa sổ ra phía ngoài, rất là thoáng và rất là mát này. Thì căn nhà mình được anh chị thiết kế với hai lớp cửa phía ngoài, mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Kế tiếp mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn. Và di chuyển vào bên trong sẽ đến với lại khu vực gara để xe hơi ở phía bên ngoài của căn nhà. Với căn nhà mình thì được anh chị xây dựng cầu thang đi ra phía sau căn nhà, cho nên là khu vực ở dưới tầng trệt này anh chị thiết kế mình vừa ở vừa mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán, mình để rất là nhiều bàn ghế. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 60m2, hai bên tường được anh chị ốp nhựa cũng như là than tre cao lên kín tường, trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực không gian phòng khách căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn tặng kèm, kể đến tivi và một cái thì có tặng một tivi 65 inch tặng kèm cũng như là tủ rượu được anh chị đóng sẵn để tặng lại hết quý nhà. Và di chuyển đến khu vực phía sau sẽ đến với là khu vực cầu thang bộ và cầu thang máy căn nhà, và mình sẽ có một cái khoảng ở giữa được anh chị thiết kế làm nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực ở dưới tầng trệt, khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe hơi của căn nhà, cũng là khu vực cái hàng vừa ở vừa mở phòng công ty cũng như là kinh doanh buôn bán. Đây là con đường ở phía trước căn nhà đối diện với căn nhà mình là một cái chung cư rất là rộng. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực phía bên trên, khu vực không gian tầng lửng, khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng còn thương lượng thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đa thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín Hoàng đi xem một căn nhà góc hai mặt tiền vừa mới được hoàn thiện xong và là căn nhà đẹp nhất của trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn góc hai mặt tiền rất là đẹp. Và với không gian tầng lửng thì được các anh chị thiết kế làm phòng bếp, mình sẽ có bếp điện từ, bồn chén bát, kệ để chén bát, máy đông đếm gạo và máy hút khử mùi và tủ rượu và máy lạnh cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm.
Thì khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết khách hàng, và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng thì khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem một căn nhà đang có hướng chính là hướng Tây Bắc, hướng bên hông là hướng Đông, phù hợp với hàng cục mệnh Đông cũng như là mệnh Tây tứ trạch. Và là căn nhà được các chị thiết kế có 4 phòng ngủ chính và tới 6 nhà vệ sinh. Ở trong đó thì mình sẽ có một cái phòng ngủ lầu 1 được các chị thiết kế có nhà vệ sinh, có bồn tắm nằm, và anh chị đang chuẩn bị lắp ráp bồn tắm nằm. Và di chuyển ở khu vực phía trước sẽ đến với khu vực không gian phòng làm việc, phòng thay đồ, nghĩa là tủ quần áo và kệ để đồ trang trí cũng như là đồ lưu niệm. Và di chuyển đến khu vực phía trước sẽ đến với khu vực không gian phòng ngủ chính của căn nhà, mình sẽ có giường được thiết kế với hình quả trứng và có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc phía trước, cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng cũng như là cửa đi ra ban công lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà góc hai mặt tiền vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp này. Đó là khu vực không gian lầu 1 căn nhà. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển đến khu vực lầu 2, khu vực không gian phòng ngủ số 2 và phòng ngủ số 3 căn nhà. Với khu vực lầu 2 này thì mình sẽ có mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện. Bên trong thì mình có đầy đủ nội thất tặng kèm và có nhà vệ sinh riêng biệt, có cửa sổ để mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, cửa không gian phòng ngủ, cửa hành lang. Và di chuyển ra khu vực không gian phòng ngủ phía trước thì mình sẽ có phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này cũng được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm. Mình sẽ có 4 phòng ngủ chính thì ở trong đó chị đã full nội thất toàn bộ. Cho nên khi mà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết khách hàng. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh thì quý nhà đang xem video cảm thấy căn nhà góc hai mặt tiền phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hoàng đi xem. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển đến khu vực lầu 3 căn nhà, khu vực không gian phòng ngủ số 4. Với căn nhà được thiết kế có tới 4 phòng ngủ chính, một phòng karaoke và đều được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 10 tỷ 800 triệu đồng, còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được thiết kế rất là đẹp này, căn nhà góc hai mặt tiền vừa mới được hoàn thiện xong. Ở đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Toàn bộ phòng ngủ thì đã được anh chị full nội thất, cho nên là khi quý khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ việc xách vali về nhận nhà và ở ngay thôi. Với căn nhà của mình thì nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như là Phan Huy Ích, sát bên với lại chợ cũng như Quang Trung và sát với lại siêu thị Emart vừa mới được hoàn thiện xong. Và đây là khu vực phía bên trên, nhìn xuống khu vực ở phía bên dưới của căn nhà, một căn nhà nằm đối diện với lại chung cư mà mình có con đường rộng lên đến 20m, có vỉa hè lên đến 10m và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Căn nhà đang có hướng chính là hướng ở đông bắc và hướng bên hông là hướng đông, phối với thuộc mệnh đông tứ trạch. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc, hẹn lại quý nhà những video tiếp theo.